cho cô chú anh chị nghe. Cặp bò rất là đẹp, cặp ba bê bông. Một con ba bê bông xương rất là to nha. Hôm nay bắt cặp bò này rất là đã luôn. Đây con ba bê đít muối. Một cặp luôn, xứng đáng cặp bò luôn. Con này 9 tháng 10 ngày nha. Còn con ba bê bông đây là 9 tháng đã 4 ngày. Đây. Quá trời ba bê mà xương nó bự hơn bọt em nữa. Xương rất là to nha. Đầu bự. Cặp này 58 triệu nha. 58 triệu. Quá trời đó, 58 triệu. Ô, ô, con bò bê thì hết biết hết. 58 triệu cô chú anh chị ơi, cặp bò bê rất là đẹp luôn. Bò lỡ bò rồi nha. Bò này gì mình xỏ dàm luôn được rồi. Đứng như lực sĩ. Xương to nha, đặc biệt là cái cặp bò bò bê này lại xương to. Xương nó to như xem vào xương bò kem vậy. Sức nó lớn. 58 triệu nha. Đầu quẩn. Rất là đông đủ giá. Những giá nào cũng có chứ. Từ 20 triệu trở lên một con. Mình đã thiệt. Ngày đít lưng rồi ok hết. Hai con này chiều cao một cỡ nha. Có 1m17. Rồi cô chú anh chị nào cần liên lạc với trại bò Vinh Nguyễn, các bạn tết Vĩnh Long.